Concept là mình mang nguyên một mang tức là mang rừng vào cái xây dựng một cái đô thị giống như 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 khu rừng, đem tất cả những cái cảnh quan thiên nhiên, những cái tinh túy nhất của khu rừng vào dự án, từ đó tạo nên một cái dự án từ đó sẽ đem lại một cái tổ ấm cho toàn bộ khu dân cư. Thì trước khi đi vào Celesta 2 thì Hiền nói rõ hơn về cái khu đô thị Celesta. Thì chủ đầu tư đã chính thức release cái thông tin, công bố thông tin là một Celesta là một cái khu đô thị bao gồm một cụm là 5 dự án, bao gồm 3 dự án cao tầng và 2 dự án thấp tầng dọc trục đường Nguyễn Hữu Thọ gần 2 km. Như mọi người đã thấy thì đây là dự án Celesta Rise, mình đã triển khai xong trong vòng 6 tháng năm vừa rồi, và giai đoạn tiếp theo, giai đoạn 2 là Celesta 2 với cái thiết kế cao cấp hơn. Mình tiếp theo của giai đoạn cao tầng là mình có Celesta tương lai là ở gần gần trung tâm thành phố hơn, và giữa Celesta Rise và Celesta 2 cũng như bên cạnh Celesta 2 mình có khu thấp tầng. Đó là toàn bộ thông tin, toàn bộ phối cảnh của Celesta City, mình gọi là khu đô thị Celesta. Thì điểm khác biệt khi mà khách hàng đầu tư hoặc khách hàng mua để ở trong cái khu vực khu đô thị này như thế nào? Tại vì các dự án này nó liền kề với nhau, các dự án Celesta liền kề với nhau, cho nên chủ đầu tư sẽ thiết kế hạ tầng kết nối để đảm bảo là khu dân cư của tất cả các dự án Celesta có thể tức là đi qua các dự án cũng như tận hưởng các tiện ích của các dự án Celesta, từ đó tạo nên một cái khu đô thị Celesta như vậy ha. Với một cái thiết kế chung, một cái quy hoạch chung khu đô thị Celesta, thì hôm nay Hiền sẽ nói rõ hơn, nói rõ đặc biệt những cái điểm mạnh mà nổi bật hẳn so với các dự án khác của dự án Celesta 2. Thì cũng cái thông tin này Hiền cũng đã chia sẻ với mọi người. Với một cái concept là đưa rừng vào phố thị, thì từ đó tạo một cái không gian vui chơi, không gian sum vầy cũng như tạo một cái không gian rất là bình yên cho toàn bộ cư dân. Từ đó tạo từ cái không gian đó thì cư dân ở đây rất là tự hào khi được chiêm ngưỡng những cái cảnh quan, những cái tiện ích, tận hưởng tất cả những cái tiện ích tinh túy nhất cũng như là một cái không gian để dẫn lối cho toàn bộ cư dân khi họ bước về căn nhà của mình. Với một cái vị trí rất là gần trung tâm thành phố cũng như kết nối thuận tiện với các khu vực xung quanh, thì đây là ngã tư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, với cái hạ tầng nổi bật bây giờ là cái vòng xoay hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ gần như là đang đang trên cái tiến độ thi công rất là tốt và sẽ đi vào sử dụng vào cuối năm 2022. Và cái vị trí Celesta 2, nguyên cái Celesta City của mình sẽ dọc trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Celesta 2 là vị trí ở đây ha. Thì từ vị trí Celesta 2 cách chợ Bến Thành chỉ có 7,9 km và chỉ tốn khoảng 15 phút khi dân cư ở đây kết nối vào trung tâm thành phố để đi làm, cũng như là kết nối rất thuận tiện với các khu vực Phú Mỹ Hưng, các cái khu vực Nam Sài Gòn cũng như các quận khác. Về tiện ích ngoại khu thì chắc Hiền cũng không có nói sâu về cái này nữa, tại vì hầu như các anh chị các bạn cũng đã nắm rõ về cái tiện ích ngoại khu. Trong vòng kết nối 5 phút, 7 phút, 10 phút thì rất là dễ dàng kết nối với tất cả hệ thống siêu thị, trường học, bệnh viện, từ từ trường công cho quốc tế cho tất cả các tiện ích khác ha. Về Celesta 2 là giai đoạn thứ hai của khu đô thị Celesta, nằm ngay trung tâm Nam Sài Gòn và dọc trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Thì với cái thiết kế là bao gồm 4 tháp, tháp 1, tháp 2, tháp 3 và tháp 4. Tất cả các tháp này được liên kết bởi một cái khối đế 2 tầng. Thì khối đế 2 tầng này sẽ được bố trí là 37 căn street fund unit, tức là căn hộ mặt tiền. Và ở giữa này sẽ là có một clubhouse 3 tầng, mình gọi là floating clubhouse. Tức là ngay cái tầng 2 này sẽ có kết nối với tất cả các cái tầng Sky Garden tiện ích ở tầng 2, và nó sẽ nổi hẳn, tầng 3 sẽ nổi hẳn lên trên. Và các cái từ tầng 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 3 lên tầng lên lên tầng 20 sẽ là các căn hộ điển các căn hộ
và cái tầng trên cùng sẽ là các căn duplex và penthouse. Ở tầng 13 thì giống như tất cả các dự án khác của các bộ land, mình sẽ bố trí các cái khu vực Sky Garden. Và đặc điểm nổi bật của Sky Garden của Celesta Heights là Sky Garden của tháp 2 và tháp 3 là chủ đầu tư bố trí một cái cầu để kết nối hai cái tháp này. Và cái diện tích dành cho Sky Garden là nhiều hơn hẳn so với các dự án khác, tạo nên một cái không gian Sky Garden rất là rộng lớn ở trên đây. Tổng của diện tích dự án là 2,15 hectare. Mình chỉ có 752 căn hộ là đã bao gồm các căn duplex, penthouse và căn hộ mặt tiền rồi. Cho nên căn hộ thường của mình chỉ có 715 căn thôi. Đây là mặt bằng tiện ích thì trước đây thì mọi người cũng hỏi là tại vì rất là nhiều tiện ích cho nên các anh chị các bạn cũng như khách hàng có feedback là mình cũng chưa có summarize được, tổng kết được là các tiện ích của dự án mình nó như thế nào. Thì chủ đầu tư cũng đã chuẩn bị một cái mặt bằng tiện ích tại tầng trệt để cho các anh chị kinh doanh cũng như là có thể tư vấn cho toàn bộ khách hàng của mình. Thì mọi người có thể thấy ha, thì ở trên đây khi mà mình xem và mình tư vấn cho khách hàng thì mình hãy quan sát những cái màu ở trên đây, ví dụ như là màu cam là về cảnh quan cũng như là những cái vị trí của các cái lối ra phòng bảo vệ, rồi các cái bãi đậu xe, lối ra lối vào phòng bảo vệ, bãi đậu xe đó, thì tất cả các màu cam ở đây. Thì khi mà đọc vào thì mọi người có thể hiểu được cái traffic, tức là cái giao thông của dự án của mình, ví dụ lối xe vào hầm như thế nào, lối ra như thế nào, các trạm bảo vệ ra sao, rồi khu vực bãi đậu xe ở ngoài trời ra sao. Thì ở trong đây cái màu cam thì mọi người có thể đọc kỹ và có thể hiểu rõ được rất là kỹ, đặc biệt là đối với những khách hàng mà họ ở căn hộ quen rồi, cũng như là những cái bạn kinh doanh mà bán căn hộ quen thì rất để ý những cái lối giao thông như vậy, tạo cái tính thuận tiện cũng như là không có tạo cái sự tắc nghẽn khi toàn bộ cư dân lưu thông, cái lượng xe cũng như là xe cộ cũng như là đi lại trong cái khu vực dự án của mình. Cái màu xanh lá cây là nhà câu lạc bộ ở tầng trệt, là những cái tiện ích ở tầng trệt của Clubhouse như thế nào. Màu này là ở các cái tiện ích ở khu vực Clubhouse tầng 1, ví dụ phòng chơi nhà cây, phòng yoga, phòng karaoke, chiếu phim, phòng giải trí là màu xanh. Đây ha, là cái này ở trên tầng 1 ha. Và tầng 3 là cái phòng tập gym 24 trên 7, là số 21, là nằm ở vị trí này. Cũng như cái thứ hai là cái dự án mình tập trung rất là nhiều tiện ích cho trẻ em. Thì tiện ích cho trẻ em mọi người có thể thấy là cái màu màu tím. Thì các tiện ích cho trẻ em, ví dụ công viên nước rừng xanh, rồi khu rừng kỳ thú, dụng cũng như là sân chơi thú cưng. Sân chơi thú cưng ở đây. Ở Celestial Ride thì mình cũng có cái gọi là công viên thú cưng, thì ở đây mình cũng có một cái tiện ích gọi là sân chơi thú cưng ở khu vực số 25. Và một cái đặc điểm nổi bật của dự án là khu tiện ích dưới nước. Tại vì cái hồ bơi của mình dài đến 63 mét là cái hồ bơi chính, chưa tính khu vực hồ bơi trẻ em. Thì cái khu vực hồ bơi này sẽ được tích hợp với các cái tiện ích khu thể dục thể thao dưới nước, và cái khu vực hồ jacuzzi, private jacuzzi là giống như hiện có chia sẻ lần trước. Tất cả các cái màu xanh này là cái toàn bộ cái tiện ích dưới nước cũng như khu vực thể dục thể thao dưới nước cho khu dân cư. Và một điểm nữa là mình tập trung nhiều về cái tiện ích nghỉ dưỡng. Tiện ích nghỉ dưỡng như là khu thư giãn thủy lực, khu vực tắm nắng hoặc là chòi tắm nắng võng thư giãn. Thì những cái màu xanh lá cây này ha là những cái khu vực gọi là khu vực nghỉ dưỡng dành cho khu dân cư. Được bố trí ở những cái khu vực riêng biệt và tạo ra tính riêng tư cũng như yên tĩnh để cho toàn bộ dân cư có thể relax, đọc sách hoặc là tổ chức những cái buổi họp gia đình để mọi người có thể sum vầy với nhau. Và một cái khu vực tiện ích thể thao là khu tennis và sân bóng đa năng. Là chắc mọi người đợt trước mình cũng không có để ý là khu vực này là có sân tennis dành cho khu dân cư ha. Và một cái khu số 44 này là sân bóng đa năng, tức là có thể làm sân bóng đá mini hoặc là sân bóng rổ dành cho các con em của mình.
Thì khi mà nhìn vào một cái mặt bằng này rất là tổng quan, thực sự rất là nhiều tiện ích ở trên đây. Mình chỉ thu gọn gọn trong một cái gọi là một slide như thế này. Thì với cái phân màu như vậy thì mọi người có thể hình dung được là cái tổng tiện ích dành cho, chỉ dành cho có 752 cái căn hộ ở đây, kể cả căn hộ mặt tiền, thì thực sự cái lượng tiện ích trên cái trung bình mỗi căn hộ rất là cao. Thì đi vào chi tiết của tất cả tiện ích của dự án, đầu tiên mình nói đến một cái điểm là hệ thống cây xanh lọc không khí. Thì tại sao mình gọi là hệ thống cây xanh lọc không khí? Thì sau cái buổi training vừa rồi, rất nhiều bạn hỏi Hiền là cũng không rõ là hệ thống cây xanh lọc không khí như thế nào, tại sao mình gọi là như vậy. Thì hệ thống cây xanh lọc không khí là như thế nào? Tức là tất cả các cái tầng tiện ích của mình, từ tầng trệt, tầng 1, tầng 2, tầng 5 và tầng 13, tất cả các tầng đó thì được đơn vị tư vấn cảnh quan nghiên cứu rất là kỹ hệ thống cây xanh mình trồng trên các cái tầng này như thế nào. Tức là cái cách trồng cây xanh mình sẽ trồng từ, ví dụ như là để phủ xanh, mình không có đơn thuần là trồng có một loại cây, mà mình sẽ trồng các loại cây từ tầng cao, rồi tầng trung và tầng thấp, để cho cái tất cả các tầm nhìn của mình khi nhìn ra thì khi mình nhìn ở tầng cao vẫn thấy mảng xanh, mình nhìn ở tầng trung vẫn thấy mảng xanh, và những cái tầng thấp, những cái tầng bụi vẫn thấy mảng xanh. Thì cái đó là cái tiêu chuẩn thiết kế của các cái đơn vị nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên là ở đây đặc biệt hơn nữa là mình sử dụng những cái cây xanh có tính chất lọc không khí. Thực ra những cái cây này rất là quen thuộc với người Việt Nam, tại vì những cái cây này sống ở khí hậu nhiệt đới rất là tốt và rất là phù hợp với thổ nhưỡng của Việt Nam. Thì ví dụ như những cái cây giống như là cây long não, ngũ gia bì, đào tiên, mật cập, hoặc là cây thiết mộc lan, cây lưỡi hổ, dương sĩ đuôi công, những cái cây này là mang tính chất lọc không khí rất là tốt. Và khi mà đưa những cái cây này, thực ra cây này rất phát triển rất tốt ở khí hậu cũng như thổ nhưỡng của Việt Nam, thì khi đưa vào trồng tại dự án của mình thì cái hệ sinh thái nó phát triển rất là đồng bộ, và giảm thiểu cái việc mà chăm bón, vẫn đảm bảo được cái mật độ xanh cũng như cái sự tươi tốt của cái hệ thống cây xanh ở đây. Tiếp theo thì nói đến hồ bơi 63m và khu phức hợp thể dục thể thao dưới nước, đến diện tích đến 2.500m2. Mình nhìn trên cái render này một cái bức hình rất là nhỏ, nhưng thực tế khi mà đi vào thực tế, một cái hồ bơi 63m với cái diện tích rất là rộng, được bố trí xung quanh những cái tiện ích giống như khu nghỉ dưỡng resort ha. Và đây là cái khu thể dục thể thao dưới nước. Có bạn nào đang mở mic á, vui lòng tắt mic hộ Hiền ha. Vâng, lại chưa? Đây là cái khu thể dục thể thao dưới nước. Thì ngoài cái việc tập gym ở trên các cái phòng tập hoặc là khu tập thể dục ngoài trời, thì dân cư có thể là kết hợp bơi lội, kết hợp với khu thể dục thể thao dưới nước như vậy. Khu thư giãn thủy lực, tức là phòng jacuzzi, private jacuzzi, được bố trí trong một cái khu vực xanh mướt, giống như là những cái cây nấm mọc trong mưa trong một cái khu rừng. Thì khi mà tận hưởng tiện ích ở đây thì toàn bộ cư dân có thể tận hưởng toàn bộ cái mảng xanh của dự án, cũng như hít thở một cái bầu không khí rất là trong lành. Tiếp theo là một những cái tiện ích mà mình không thể nào bỏ qua, đó là tiện ích dành cho trẻ em. Cụ thể hơn là trạm xe buýt dành cho học sinh là được bố trí ở gần tháp, ở ngay trước tháp tháp 4, là một cái trạm xe buýt dành cho trẻ em. Thì đây là cái trạm dừng, thì để tránh hẳn so với cái giao thông ở cái sảnh chính ha. Thì đây là cái vị trí dành trạm xe buýt dành cho trẻ em. Khu công viên nước rừng xanh được bố trí giống như là những cái động thực vật ở phía trong rừng, những cái trò chơi cầu tuột xuống nước, và được bố trí các mảng xanh xung quanh để trẻ con có thể tự do khám phá. Khu rừng kỳ thú, đây là một cái sân chơi trẻ em với concept là tổ kiến, và cũng như là các cái con sâu bướm là caterpillar. Thì hồi trước mình cũng đã nói rõ hơn, cái tiện ích này rồi, thì xin lướt qua. Khu xích đu thư giãn ở tầng 2 và tầng 5 của dự án, cũng như là phòng chơi nhà cây được bố trí ở clubhouse tầng 1.
tất cả các cái tiện ích mình đều theo một cái concept là giống như là khu rừng vậy ha. Thì mọi người thấy rất là nhiều mảng xanh cũng như là cái thiết kế nội thất cũng mang màu xanh rất là nhiều. Đây là lối vào sảnh chính, cũng như là khi vào sảnh chính thì dân cư sẽ đi vào cái lobby, cái sảnh chính của khu căn hộ, được thiết kế giống như là khu vực 5 sao và rất là rộng, và trần ở đây cao đến 4,6 m lận. Ngoài cái sảnh chính thì hầu như các khu dân cư khi đi làm về hoặc là khi đi làm hoặc là đi về là hầu như là sẽ đậu xe dưới tầng hầm, và từ đó thì tất cả các tầng hầm đều có sẵn và có máy lạnh. Và bên cạnh cái sảnh tầng hầm này sẽ có sảnh chờ riêng dành cho khu vực giao hàng, được thiết kế giống như là khu rừng nhiệt đới, với cái nhiều mảng xanh cũng như là trang trí khá là ấn tượng để khi dân cư có ngồi đợi trong đây cảm thấy relax. Và một cái tiện ích nữa là tủ giao nhận thông minh. Thì cái tủ giao nhận thông minh này được thiết kế như thế nào? Tức là đó là một cái hệ thống tủ giao nhận tự động. Và từ từ cái hệ thống tủ giao nhận tự động này được quản lý bởi ban quản lý, thì giúp dân cư khi mà họ đi làm và họ đặt đồ online, thì tất cả ban quản lý sẽ support khu dân cư là để đồ trong những cái tủ này và được khóa tự động. Thì khi dân cư đi về chỉ cần nhấn mã số và lấy cái mặt hàng của mình thôi. Thì từ đó là ví dụ như bây giờ, hiện trạng bây giờ là thường là các chị em phụ nữ hay đặt hàng ở công ty. Các mọi người làm trên building thì trên những cái tòa nhà thì rất là bất tiện, là mỗi lần Grab hoặc là shipper đến là mọi người là phải xuống đi thang máy xuống rồi đi lên rất là bất tiện, hoặc là mình đang họp mình phải nhờ người khác đi lấy đồ hộ mình, thì hoặc là ví dụ mình muốn giao đến nhà thì cũng không có ai nhận hộ mình hết. Với cái tính năng như vậy thì chủ đầu tư thiết kế cái hệ thống tủ giao nhận tự động này để tăng cái tính tiện ích và tiện lợi cho toàn dân cư. Cái thứ hai là với cái hệ thống tủ như vậy đảm bảo tính riêng tư cũng như bảo vệ sự an toàn và tránh những cái tiếp xúc không cần thiết, đặc biệt là trong những cái thời điểm dịch ha, thì tất cả những cái tiện ích của dự án mình là đảm bảo là tránh tiếp xúc không cần thiết và rất là an toàn cho toàn bộ cư dân. Tiếp theo là nói cụ thể hơn về nhà câu lạc bộ Clubhouse 3 tầng. Thì hồi nãy Hiền cũng có nói ha, mình bao gồm 3 tầng, là đây là tầng 1. Tầng 2 là cái tầng tầng thông thoáng với bên ngoài và kết nối với tầng Sky Garden. Tầng 3 là cái tầng nổi phía trên. Thì trong câu lạc bộ cái Clubhouse mình có các cái phòng giải trí như vậy để cư dân có thể tổ chức những cái bữa tiệc sang trọng. Để giống như là dành cho gia đình của mình hoặc là mời bạn bè người thân đến tham dự những cái bữa tiệc riêng của gia đình mình. Phòng karaoke và chiếu phim, phòng yoga, phòng đa năng. Ở trên tầng 3 là nguyên tầng 3 là mình bố trí cái phòng tập gym 24/7. Tức là phòng tập gym này sẽ mở cửa tất cả các cái 24 giờ của một ngày và 7 ngày trong tuần luôn, để cư dân có thể tập bất cứ lúc nào. Được bố trí rất là nhiều máy móc hiện đại và thiết kế hiện đại, đảm bảo cho những cái tín đồ và phòng tập gym hoặc những cái cư dân mà họ tập thể dục thường xuyên, họ có thể sử dụng những cái phòng tập này thường xuyên, không cần phải mua vé tập ở các nơi khác. Trên tầng 2 thì mình bố trí rất là nhiều sân chơi trên không. Cũng tại vì khu vực này cái diện tích rất là lớn thì mình bố trí những cái khu vực sân chơi dành cho trẻ em, những cái khu vực thư giãn dành cho người lớn, cũng như những cái khu vực thư giãn tập thể dục ngoài trời. Và cái cầu chân mây, tức là hồi nãy mình cũng đã nói đến cái tầng 12, tầng 13, tầng Sky Garden, bố trí cái cầu chân mây như vậy, cái diện tích rất là lớn, từ đó mình có thể bố trí những cái vườn yoga chân mây để cho các cư dân có thể tập yoga ngoài trời và thư giãn. Và với cái khoảng không trên cao như vậy thì mình có thể phóng tầm nhìn ra xa. Tiếp đến thì Hiền muốn nói đến cái tiêu chuẩn Green Mark. Cái tiêu chuẩn Green Mark này là tiêu chuẩn gì? Tức là đây là một cái tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng Singapore, được công bố vào năm 2005, tức là hơn 15 năm rồi.
Năm nay 2021 là 16 năm của Bộ Xây dựng Singapore. Thì khi mà công bố cái tiêu chuẩn xanh này á, đây là một cái tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng Sing, thì khi các dự án mà làm theo cái tiêu chuẩn BCA Green Mark này thì phải đảm bảo tất cả những cái tiêu chuẩn về Em cũng học đó. về về năng lượng này, về các cái giải pháp về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, cũng như là tạo nên một cái không gian sống cho và tạo nên một cái dự án bền vững với thời gian cho toàn bộ dân cư. Thì khi mà áp dụng cái tiêu chuẩn Green Marco này thì những cái dân cư sống ở đây họ được hưởng rất là nhiều tiện ích, và đặc biệt với một cái tiêu chuẩn như vậy thì mọi người lưu ý cái độ, tức là cái dự án mình sẽ bền vững theo thời gian. Từ đó nếu mà dân cư họ mua, họ ở một thời gian rồi, ví dụ 5, 7 năm, 10 năm mà họ muốn chuyển qua, dân cư muốn chuyển qua một cái dự án khác, thì khi họ bán lại thì cái dự án mình vẫn đảm bảo cái những cái tiêu chuẩn để đảm bảo cái dự án mình bền vững, thì cái giá về sau, về lâu, về dài sẽ không bị rớt giá. Đó là một cái điểm mà rất tốt cho những cư dân mà họ đầu tư lâu dài đối với công trình của mình. Thì những cái thiết kế của BCA theo tiêu chuẩn BCA Green Marco thì thiết kế rất là phù hợp với khí hậu cũng như thổ nhưỡng của cái khu vực dự án. Hiệu suất năng lượng công trình rất là cao, và áp dụng rất là nhiều các giải pháp xanh tiên tiến, và đặc biệt là về cảnh quản lý về tài nguyên nước, tài nguyên điện cũng như các tài nguyên khác. Và công trình phải là được thiết kế thông minh và bảo vệ sức khỏe cho toàn cư dân. Thì đó là những cái tiêu chuẩn mà Green Marco là cái tiêu chuẩn cao, tức là ví dụ Green Mark á, thì mình sẽ có những cái bậc khác nhau. Còn đi theo Green Marco là một cái tiêu chuẩn cao của BCA, của tiêu chuẩn này. Thì đi cụ thể hơn là ví dụ như sử dụng năng lượng, về năng lượng đi, thì dự án được sử dụng năng lượng tái tạo cho khu vực công cộng, tức là hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà và hệ thống năng lượng mặt trời cho tất cả các phòng nước nóng, tức là cho hệ thống nước nóng tại tất cả các phòng thay đồ. Và điểm thứ hai về tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường thì như thế nào? Hệ thống thì tất cả các hệ thống thang máy, đèn, máy lạnh trong thang máy là đều sử dụng các cái thiết bị để tiết kiệm điện. Hệ thống máy lạnh khu vực công cộng và điện, hệ thống đèn led cũng đều là sử dụng những cái thiết bị tiết kiệm điện cho toàn bộ cái khu vực của toàn dự án của mình. Thì mọi người cứ tưởng tượng đi, là một cái căn hộ của mình đi, mình tiết kiệm điện ở tại một cái căn hộ của mình là tiết kiệm được biết bao nhiêu cái khối lượng tiền điện. Còn cái này mình áp dụng cho toàn bộ cái dự án của mình, thì cái việc bằng cái cách sử dụng các cái nguồn năng lượng mặt trời cũng như cái thiết bị mà mang cái tính chất là tiết kiệm điện như vậy thì rất là tốt cho toàn bộ, trong cái việc vận hành và tiết kiệm nguồn năng lượng cho toàn bộ dự án. Tiếp theo là về hệ thống nước như thế nào. Hệ thống nước là ví dụ như là tất cả các cái trang thiết bị, các cái vòi nước ở khu vực công cộng cũng như các trang thiết bị vòi nước cho các căn hộ là đều sử dụng những cái hệ thống mà tiết kiệm nước. Ví dụ như là cái vòi nước rửa chén hoặc là vòi tắm của căn hộ của mình đi ha. Thì khi mà sử dụng đúng thiết bị thì cái lượng nước, cái áp suất nước nó ra vẫn đảm bảo cái việc sử dụng và mình cảm thấy thoải mái. Nhưng mà cái lượng nước nó ra nó không bị lãng phí. Không bị lãng phí. Thì khi sử dụng những cái thiết bị như vậy thì cái việc tiết kiệm nước rất là tốt. Cái thứ hai á, là hệ thống lọc nước trung tâm. Tức là khi mà bình thường á, thực sự á, cái tiêu chuẩn nước của Việt Nam cũng như tại Thành phố Hồ Chí Minh mình thực sự chưa có một cái tiêu chuẩn nào để đảm bảo hết. Thì từ 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 cái hiện tại trạng như vậy thì dự án đã lắp đặt một cái hệ thống lọc nước trung tâm cho toàn bộ tất cả các căn hộ. Thì khi mà áp dụng cái hệ thống lọc nước trung tâm như thế này thì sẽ loại bỏ được các cái tạp chất gây ô nhiễm này, vi khuẩn và các độc tố. Và cái công nghệ này áp dụng cái công nghệ siêu lọc màng UF tân tiến hiện nay. Thì với cái công nghệ này thì có thể lọc được các hạt nhỏ hơn 5.000 lần so với tóc người. Thì mình cứ tức là dân cư ở đây họ luôn luôn an tâm là kể cả nước tiêu dùng nè, nước sinh hoạt,
tất cả nước tiêu dùng và nước sinh hoạt đều được đã lọc qua cái hệ thống rất là tiên tiến như vậy rồi. Và tiếp theo là cái hệ thống đèn cảm ứng tự động thì áp dụng cho tất cả các khu vực công cộng. Thì khi mà không có sử dụng, khi mà không có sử dụng thì hệ thống đèn nó sẽ tự tắt. Từ đó cũng là tiết kiệm một cái nguồn năng lượng rất là tốt cho toàn bộ dự án. Và mọi người lưu ý là thường á, là mình sẽ cư dân về sống sẽ đóng phí quản lý đúng không ạ? Đóng phí quản lý thì phí quản lý sẽ được xây dựng trên cái gì? Trên về cái việc vận hành này, việc năng lượng tiêu hao cũng như lượng nước tiêu hao. Thì khi mà áp dụng tất cả tiêu chuẩn này vào thì tiết kiệm tối đa lượng nước, tiết kiệm tối đa cái nguồn năng lượng điện tiêu hao cũng như tiết kiệm tối đa cái nguồn nhân lực để quản lý toàn bộ dự án, thì từ đó cái chi phí vận hành toàn bộ dự án của mình sẽ thấp. Thì về lâu về dài cái cũng sẽ ảnh hưởng, tức sẽ tác động rất là tốt đến cái việc mà cư dân phải trả phí quản lý hàng tháng đúng không ạ? Và tiếp theo là một cái những cái thiết kế tiện lợi cho cuộc sống hiện đại. Thì cuộc sống bây giờ của mình, ví dụ như là mọi người thì hầu như bây giờ trong những cái dự án cao cấp, cư dân là hầu như đều đi xe hơi đúng không ạ? Thì với công nghệ hiện tại, những người mà đi xe hơi thì bây giờ mọi người biết là tất cả các cái hãng xe, ví dụ Toyota hoặc là tất cả Mercedes hoặc là tất cả những cái hãng xe bây giờ đều có cái dòng xe là xe sử dụng hai nguồn năng lượng, tức là nguồn năng lượng từ xăng và nguồn năng lượng từ điện. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu mà mình mua những cái xe hơi mà có sử dụng nguồn năng lượng từ điện đi, thì mình nếu mà ở chung cư thì dân cư sẽ sạc ở đâu? Chẳng lẽ bưng cái xe hơi lên căn hộ của mình mới sạc được điện đúng không ạ? Thì từ cái nhu cầu bây giờ, thực ra đó là cuộc sống bây giờ, đó là cái nhu cầu thiết yếu bây giờ. Thì dự án của mình sẽ được bố trí những cái khu vực sạc điện dành cho xe mà chạy bằng điện. Là tại cái khu vực tầng hầm là sẽ có những cái khu vực sạc điện như vậy. Thì khi mà cư dân mình mua những cái xe hơi vừa sử dụng năng lượng bằng từ xăng, vừa sử dụng năng lượng từ điện thì rất là thuận tiện khi mà mình chỉ cần đậu xe dưới tầng hầm và mình cắm sạc. Mà sử dụng nguồn năng lượng từ điện nó sẽ tiết kiệm hơn, cũng như sẽ bảo vệ môi trường hơn rất là nhiều, và cái máy xe nó sẽ chạy êm hơn. Thì cái đó là từ cái nhu cầu thực tế bây giờ, và cái này thực sự chưa có dự án nào tại thành phố Hồ Chí Minh có hết. Điểm thứ hai là điểm về nguồn năng lượng dự phòng, là sẽ có máy phát điện cho toàn bộ khu vực công cộng, đảm bảo là không có cái nguồn điện khu vực công cộng không có bị gián đoạn. Và khu vực đậu xe thì các chị kinh doanh cũng như khách hàng cũng thắc mắc là khu vực đậu xe của mình, thì tất cả căn hộ 3 phòng ngủ ha, căn hộ thông tầng và duplex, cũng như căn hộ suite fun là căn hộ mặt tiền của mình, đều đảm bảo là một căn hộ một chỗ đậu xe hơi. Đối với căn hộ 2 và một phòng ngủ thì mình sẽ bố trí theo tỷ lệ theo cái quyết định của ban quản lý khi mà thành lập. Tiếp theo đi sâu vào cái đó là bên ngoài là cư dân có thể thấy được, và đi sâu vào kết cấu bên trong thì nó như thế nào. Thực sự khi mà mình mua nhà cũng như tư vấn bán nhà cho khách hàng, hầu như tại vì cái này liên quan đến kỹ thuật mà, cho nên là hầu như là mình không hiểu được cái thiết kế như thế nào, và từ cái thiết kế những cái thiết kế bên trong về kết cấu kỹ thuật cơ điện cũng như là như vậy thì đảm bảo như thế nào cho dự án. Thì đối với thiết kế an toàn như vậy thì ví dụ như tất cả các cửa kính của căn hộ là đều làm từ kính hai lớp và có màng chống tia UV. Thì khi mà được thiết kế như thế này, khi mà xây dựng theo tiêu chuẩn này thực sự rất là tốn kém. Tuy nhiên là theo tiêu chuẩn Green Marco, BCA Green Marco thì bắt buộc là phải theo cái tiêu chuẩn này. Thứ nhất là chống tia UV là chiếu từ bên ngoài vào, tại vì ở khí hậu của Sài Gòn mình là nóng quanh năm mà nắng quanh năm, thì những cái lớp kính này sẽ bảo vệ cái tia UV chống chiếu vào cái căn hộ. Và cái thứ hai rất là tốt là sẽ chống tiếng ồn. Với cái lớp với thiết kế hai lớp kính như vậy sẽ chống tối đa cái tiếng ồn đi vào cái căn hộ của mình. Và cái hệ thống tiếp theo là cái hệ thống cáp điện chống cháy. Hệ thống cáp điện chống cháy thì sẽ được sử dụng cho tất cả các cái toàn bộ dự án cũng như tất cả các căn hộ. Với cái hệ thống này thì đảm bảo cái sự là trường tồn theo thời gian. Ví dụ dự án có vận hành 20 năm, 30 năm, 50 năm
thì đảm bảo cái tất cả các hệ thống về cơ điện cũng như là về kỹ thuật như vậy vẫn vận hành tốt. Và một cái điểm là bây giờ rất là quan trọng, tức là môi trường an ninh. Từ phải an ninh thì cuộc sống mình mới an yên, đúng mà. Thì bây giờ mọi người cũng hay nói đùa với nhau là những cái dự án nào mà tạo nên tính riêng tư cao thì trong cái mùa dịch như thế này thì thực sự là mới an toàn cho toàn bộ cư dân. Thì với một cái môi trường được thiết kế, một cái môi trường rất là an ninh, ví dụ như là hệ thống video call không những đáp ứng cho tất cả các căn hộ mà tất cả các tiện ích công cộng đều được lắp ráp những cái hệ thống video call này để đảm bảo cái tính tiện lợi và an ninh cho toàn bộ cư dân khi sử dụng. Tất cả các cửa mình sẽ không có dùng cửa mà những cái nút mà nhấn vào mình sẽ tất cả mình sẽ dùng là bằng sensor, tức là cảm biến, là tránh tất cả các cái việc chạm vào những cái khu vực như vậy. Tất cả các căn hộ mình sẽ bố trí khóa điện tử tại tất cả các căn hộ, cũng như tất cả các khu vực sảnh của tòa nhà sẽ được bố trí quản lý bằng thẻ từ cũng như các cái cửa xoay để đảm bảo tính an ninh. Thì khi mà bố trí tất cả các trang thiết bị này thì hạn chế tối đa cái lượng nhân viên bảo vệ để quản lý những cái khu vực này, thì từ đó tạo hạn chế cái sự tiếp xúc cũng như là giảm thiểu tối đa cái chi phí vận hành khi mà dự án đi vào vận hành. Và cũng không thể nào mà nói, tức là không thể nói đến các tiện ích dành cho trẻ em. Đối với tất cả các tiện ích dành cho trẻ em thì chủ đầu tư đều bố trí cái hệ thống camera có thể nhìn được tất cả các góc. Thì cái hệ thống camera này sẽ được kết nối vào cái khu vực camera trung tâm của tòa nhà, có nhân viên bảo vệ theo dõi 24 trên 24. Từ đó các khu vực trẻ em mà có bất cứ cái gì thì ban quản lý đều có thể phát hiện được liền. Thì như vậy đảm bảo cái sự an toàn tối đa cho trẻ em, cho những đứa con của khu dân cư khi sinh sống trong cái khu vực này. Và cái thiết kế phải tinh tế, đúng không ạ? Thì cuộc sống bây giờ mình thì trong cái cuộc sống của mình thì mình phải nghĩ đến những cái người khuyết tật cũng như những người già. Thì mọi người có thể thấy ở trên cái mặt bằng này ha, tất cả các lối access đi ra đi vào đều bố trí những cái khu vực dành riêng và rất là thân thiện cho người khuyết tật cũng như người già. Ví dụ như những cái sảnh đi lên đi xuống, tất cả khu vực đều bố trí dành cho người khuyết tật và người già hết. Cái đó là một cái tiêu chuẩn không thể nào thiếu được. Và cái đó là Hiền vừa đi qua hết tất cả những cái tiện ích của dự án cũng như đi sâu hơn vào cái tiêu chuẩn thiết kế theo cái tiêu chuẩn BCA Green Marco. Thì tiếp theo Hiền sẽ đi cụ thể hơn về cái căn hộ ha. Về cơ cấu căn hộ thì mọi người cũng đã nắm rồi, mình có 1, 2, 3 phòng ngủ cũng như các cái căn duplex penthouse, căn hộ mặt tiền được bố trí trên 4 tháp. Thì đi sâu hơn về mặt bằng của dự án thì mọi người có thể thấy ha, đây là một cái mặt bằng của tháp 3, tháp T3. Thì khi mà được bố trí như thế này thì mọi người có thể thấy là gió lưu thông, tất cả các luồng gió là lưu thông tự nhiên. Lưu thông tự nhiên thì từ đó không cần sử dụng năng lượng cũng như là máy lạnh cho toàn bộ cái khu vực hành lang công cộng. Và gió sẽ lưu thông 24 trên 24 tạo cái độ thông thoáng tối đa cho toàn bộ căn hộ của mình, trong toàn bộ cái khu vực hành lang của căn hộ của mình. Đối với căn hộ, thiết kế căn hộ thì được thiết kế theo kiểu biệt thự song lập, tức là tất cả các căn hộ chỉ có một mặt giáp nhau, ba mặt còn lại là đều thông thoáng tự nhiên hết. Và tất cả các căn hộ được thiết kế theo theo thiết kế là semi-d ha. Thì từ đó tối ưu cái việc thông gió đối lưu tự nhiên cho khu vực ngoài và bên trong căn hộ. Thứ hai là đảm bảo tiếng riêng tư và thứ ba là chống tiếng ồn giữa các căn hộ. Tất cả các căn hộ được thiết kế theo 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 cái thiết kế CMD, tức là biệt thự song lập. Và đi sâu vào căn hộ, thiết kế của từng căn hộ thì mọi người có thể thấy là tất cả các căn hộ đều có ban công này, tất cả các phòng ngủ đều có cửa, hầu như tất cả các toilet đều có cái cửa sổ toilet và có bếp sẽ thông với loggia. Thì từ đó từ từ cái không khí lưu thông tự nhiên ở ngoài hành lang thì sẽ lưu thông
tự nhiên vào toàn bộ tất cả các ngóc ngách của căn hộ như vậy. Kể căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ, gió đều lưu thông tự nhiên hết. Thì khi mà sống trong một cái môi trường như vậy, thứ nhất là rất là riêng tư, không ồn và đảm bảo cái sức khỏe cho cư dân sống ở trong đây. Tại vì khi mà mình hít cái không khí tự nhiên vào hàng ngày, hàng giờ, sống trong một cái môi trường như vậy thì thực sự cái sức khỏe của cư dân sẽ được nâng cao rất là nhiều. Và đây mình cũng ghi trong cái slide hình gửi mọi người cũng nói rất là rõ, cũng như là mọi người có thể đọc kỹ hơn thấy cái việc mà lưu thông không khí tự nhiên trong các căn hộ như thế nào ha. Và khi với một cái thiết kế rất là tối ưu thì tất cả các cái căn hộ của mình là đều rộng rãi cũng như thoáng khí. Và khi mà khách hàng họ lựa chọn cái căn hộ hoàn thiện, chủ đầu tư sẽ giao hai cái tông màu, tức là tông màu ấm là giống như cái render này ha, và thứ hai là tông màu lạnh dành cho các cư dân trẻ hơn, đặc biệt là đối với cư dân mà họ lựa chọn cái mức độ hoàn, tức là mức độ bàn giao thô. Thì khi chọn mức độ bàn giao thô thì cư dân có thể tự do thiết kế theo cái style của mình. Tại vì bây giờ là cái thiết kế nội thất đóng vai trò rất là quan trọng. Khi mà một số cư dân thì họ thích là thuận tiện ở nhận cái căn hộ bàn giao, họ chỉ làm một số hạng mục là để đã có thể về ở. Tuy nhiên là những cái cư dân cao cấp thì họ rất là khó tính trong cái việc mà thiết kế nội thất của căn hộ của mình. Thì họ muốn là tất cả mọi thứ phải đi theo một tông màu, một cái style, theo tiêu chuẩn riêng và theo cái cá tính riêng. Thì khi lựa chọn căn hộ hoàn thiện bàn giao thô thì cư dân có thể tự do làm theo những cái thiết kế mà thể hiện cái cá tính của mình. Thì đây là một cái mẫu chủ đầu tư đã thiết kế từ căn hộ 2 phòng ngủ thành căn hộ 1+1, tạo nên một cái không gian rất là rộng lớn và một cái phòng ngủ thiết kế rất là style, rất là cá tính. Đây là cái mẫu để cho khách hàng có thể tham khảo. Với cái thiết kế như vậy thì thực sự thiết kế rất là tinh tế. Tất cả các phòng ngủ chính là đều có thể bố trí được giường 1m8 ha, và phòng ngủ phụ đều có thể bố trí được giường 1m6. Không những khu vực công cộng là khu vực phòng khách, phòng sinh hoạt chung rộng, mà các khu vực phòng ngủ cũng được bố trí rất là rộng rãi. Thì mình cũng không thể nào khi mà để đưa ra một cái sản phẩm tinh túy như vậy, sản phẩm tốt như vậy thì không thể nào không có thể nhắc đến những cái đơn vị tư vấn kiến trúc, tư vấn thiết kế cảnh quan và tư vấn thiết kế nội thất hàng đầu thế giới. Thì mình đã rất là tự hào khi lựa chọn ADAS là đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc. Đơn vị Bell Collins là một đơn vị thiết kế cảnh quan rất là nổi tiếng, và theo cái tiêu chuẩn gắt gao từ chủ đầu tư thì Bell Collins đã đưa ra được một cái tác phẩm thực sự rất là hài lòng. Và đơn vị thiết kế nội thất Ong & Ong. Và cuối cùng là mình cũng không thể nào nhắc đến là chủ đầu tư của dự án là hợp tác của Capital Land và Phú Long. Đó là Hiền vừa mới xong cái buổi